Trường Sa, phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Gặp gỡ nhóm nữ sinh Việt Nam đoạt giải đặc biệt cuộc thi giải thưởng Trái đất 2022. Những sản phẩm du lịch mới dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Xin chào quý vị, tôi là Thế Anh và chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Tuần qua có gì của VTV4 Digital. Đừng quên hãy theo dõi các nền tảng Facebook, YouTube và TikTok của VTV4 và để lại những ý kiến bình luận ở dưới video này. Chúng tôi sẽ lựa chọn những bình luận độc đáo và ấn tượng nhất cho số Tuần qua có gì tiếp theo. Thưa quý vị, video thu hút nhiều lượt xem nhất trên YouTube VTV4 tuần qua là Trường Sa, phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, với gần 120.000 lượt xem. Với vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng, có tiềm năng, lợi thế, điều kiện phát triển kinh tế xã hội toàn diện và bền vững, quần đảo Trường Sa được chú trọng quy hoạch xây dựng thành trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội trên biển của cả nước, là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhiều khán giả đã để lại bình luận dưới video này. Trong đó khán giả Trí Trường Bảo chia sẻ, xem phóng sự càng thêm yêu Tổ quốc vô cùng. Còn trên nền tảng Facebook, việc lịch sử trở thành môn thi tự chọn thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Video này đã đạt hơn 160.000 lượt tiếp cận trên fanpage VTV4 với hàng trăm bình luận. Khán giả Linh Nha chia sẻ rằng, con còn trẻ và con yêu thích lịch sử bởi vì đó là cội nguồn dân tộc. Lịch sử nên là một môn học bắt buộc cho giới trẻ biết đến trang sử hào hùng mà cha ông ta đã đi qua. Còn khán giả Cảnh Phạm Công thì cho rằng lịch sử không khó học, học sinh chán học sử là do người dạy. Chỉ cần nghiên cứu phương pháp giảng dạy sẽ làm học sinh yêu sử. Quan điểm cá nhân là sử rất cần thiết và không thể thiếu vì xây dựng thêm lòng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Câu chuyện của một tù nhân Hoàn Lương đi tù 15 năm, 46 tuổi, tay trắng đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem trên TikTok VTV4 trong tuần qua. Cả ai kỳ thị tôi cả. Anh chị em ở đây giúp đỡ rất nhiều để cho tôi hòa đồng với xã hội. Ai gọi cát hay gọi gạch, gọi xi, mình chở cho người ta. Nó rất là vất vả. Mình bây giờ mình nhiều tuổi rồi. Nhưng mà thôi mình cũng phải cố gắng. Ngoài giờ thì mình nuôi gà, nuôi vịt. Gần 700 khán giả đã để lại bình luận để động viên người tù nhân Hoàn Lương này. Một phút nóng giận đánh đổi rất nhiều thứ. Biết sửa sai là rất đáng quý, cố lên bạn. Hay cố lên anh trai, quay đầu là bờ. Thưa quý vị, được sáng lập bởi tổ chức phi lợi nhuận Earth Foundation có trụ sở tại Thụy Sĩ, Earthright hay Giải thưởng Trái đất là cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng và dự án giải quyết các vấn đề môi trường dành cho thanh thiếu niên trên khắp thế giới. Vừa qua thì vòng chung kết của cuộc thi đã xướng tên nhóm 3 nữ sinh đến từ Việt Nam cho ngôi vị quán quân với ý tưởng sản xuất sản phẩm cho phái nữ chiết xuất từ vỏ quả thanh long. Một buổi gặp gỡ nhóm nữ sinh đạt giải mới đây đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, ông Ivo Sieber. Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ bày tỏ ấn tượng với ý tưởng độc đáo của nhóm 3 bạn trẻ Việt Nam là Bùi Tú Uyên, Trần Quỳnh Anh và Lương Anh Khánh Huyền. Nhờ sự độc đáo và tính khả thi cao, dự án nghiên cứu sản xuất băng vệ sinh dễ phân hủy từ vỏ quả thanh long đã vượt qua 650 đội thi đến từ 114 quốc gia và vùng lãnh thổ để giành giải nhất cuộc thi Earth Prize 2022 với giải thưởng trị giá 100.000 đô la Mỹ. Đây là một dự án rất sáng tạo và có tầm nhìn lâu dài. Sản phẩm sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên, dễ phân hủy và vô cùng thiết thực với đời sống hàng ngày. Tôi tin tưởng và cũng hy vọng rằng dự án này sẽ tiếp tục được phát triển. Ba bạn trẻ sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau để lan tỏa ý tưởng cũng như tầm nhìn của mình, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới. Bắt đầu thì bọn em chỉ là một nhóm bạn, ba người chơi với nhau thôi. Và bọn em đều có mối quan tâm đến giải quyết những cái vấn đề môi trường và cũng gây sự chú ý tới cộng đồng về những cái vấn đề đấy. Thì ban đầu bọn em cũng muốn làm về một sản phẩm như kiểu là xử lý túi ni lông hay là làm về tã trẻ em. Nhưng mà sau đấy thì bọn em nghĩ lại là những cái vấn đề đấy thì được mọi người làm về nhiều rồi. Thế nên là bọn em đã hướng nó sang là băng vệ sinh. Tại vì là bọn em thì đều là ba người phụ nữ. Và cái vấn đề mà về băng vệ sinh này thì chưa được nhiều người biết tới, cũng như là mọi người thì cũng không biết tới nhiều cái ảnh hưởng của nó tới môi trường.
Ý tưởng sử dụng vỏ thanh long như một chất hút ẩm tự nhiên đến với Tú Uyên, Quỳnh Anh và Khánh Huyền vào tháng 7 năm 2021. Thời điểm số lượng lớn thanh long của Việt Nam không thể xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong thời gian chưa tới 3 tháng, ba bạn trẻ đã bắt tay vào nghiên cứu với quyết tâm giải quyết hai vấn đề môi trường đáng chú ý: giảm thiểu ảnh hưởng độc hại tới môi trường của băng vệ sinh nhựa và xử lý rác thải nông nghiệp. Tụi em thấy ở thị trường Việt Nam không có một cái sản phẩm băng vệ sinh bảo vệ môi trường nào hết. Và những cái sản phẩm mà có thì là những cái sản phẩm mà đã được chuyển vào từ các nước khác. Nó rất là đắt và cũng như là khó mua. Nên là tụi em cảm thấy là cái độ tiêu thụ của những cái sản phẩm ấy không có được cao. Và vì thế nên tụi em đã có ý tưởng là tạo ra một sản phẩm bảo vệ môi trường cho phái nữ ở Việt Nam. Thì để chuẩn bị cho cuộc thi, tụi em cũng đã có một cái kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh. Và trong thời gian tới tụi em sẽ đưa vào một cái môi trường gọi là chuyên nghiệp hơn ở phòng lab để mà tụi em tiếp tục gọi là phát triển sản phẩm để mà hoàn chỉnh nhất, để mà tụi em có thể đưa ra. Trong vòng 2 năm sau bọn em sẽ hoàn thành khâu tìm hiểu, thí nghiệm sản phẩm và hoàn chỉnh sản phẩm. Sau khi mà bọn em hiểu lên đại học chuyển cấp, mọi việc nó cũng dần thư thái hơn thì bọn em sẽ bắt đầu gửi thử sản phẩm trên thị trường qua các cái trường học và đại học. Và sau đấy là sẽ thêm một vài cuộc khảo sát và tiếp tục cho hoàn thiện sản phẩm hơn nữa thì bắt đầu đưa ra bán trong những chuỗi, một là qua website, hai là qua những cái chuỗi siêu thị lớn. Và sau rồi thì bọn em mong muốn là sẽ có thể sử dụng cái lõi hút ẩm thanh long này trong những cái sản phẩm hút ẩm khác. Nhóm ba bạn trẻ khẳng định giải thưởng trái đất chỉ là bước khởi đầu của dự án dài hơi nhằm đóng góp sức mình vào nỗ lực chung để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường thông qua những hành động tưởng chừng nhỏ bé. Du lịch Việt Nam đang trên đà phục hồi. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, nhiều địa phương đã tung ra các sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu du lịch tăng cao của người dân trong nước. Xin mời quý vị cùng khám phá những sản phẩm du lịch thú vị này trong phần tổng hợp sau đây. Từ hồng leo cổ, đặc sản Sapa, cho đến hồng ngoại nhập. Lần đầu tiên, hàng trăm giống hoa hồng được quy tụ tạo nên một lễ hội hoa rực rỡ tại Sapa đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Bên cạnh việc thưởng thức hoa, du khách còn được khám phá những màn trình diễn nghệ thuật và nhiều hoạt động khác. Lễ hội mùa hè, chúng tôi có những cái sự kiện thường niên và có những sản phẩm mới như là vũ điệu trên mây, trốn nóng trong mây, hoa và đá, hoa và thổ cẩm, cũng như là gần nhất trong dịp 30 tháng 4 này sẽ có giải đua ngựa vùng cao. Còn tại thành phố biển Đà Nẵng, dịp lễ này du khách có thể ngắm nhìn hơn 40 bức tượng vàng huyền thoại Hy Lạp trên đỉnh núi Bà Nà. Hàng loạt sản phẩm mới cũng được ra mắt như cổng thời gian, lâu đài mặt trăng, thác mặt trời. Đặc biệt, dịp này cũng diễn ra tuần lễ khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022. Trong dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì thành phố sẽ khai trương cái tuyến du lịch về đêm tại bãi biển Mỹ An cũng như là khai trương cái phố đi bộ An Thượng. Một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc nhất của thành phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này là tour trực thăng ngắm cảnh thành phố từ trên cao. Tour đầu tiên sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 29 tháng 4 với mức giá khoảng 4 triệu đồng. Chúng tôi rất là kỳ vọng đây sẽ là một cái sản phẩm mới rất là hấp dẫn, rất là độc đáo và sẽ thu hút cho du khách đến với thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt sản phẩm mới được chúng tôi giới thiệu ngay khi thành phố Hồ Chí Minh vừa được mở cửa hoàn toàn và vừa phát động cái chiến dịch truyền thông thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn. Tại Hà Nội, từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, ở khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, 100 gian hàng quà tặng của các nghệ nhân tại lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022 cũng hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho du khách. Hy vọng là với những gợi ý từ chương trình thì quý vị khán giả sẽ chọn cho mình được một nơi nghỉ ngơi thú vị bên bạn bè và người thân trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay. Còn bây giờ thì chương trình tuần qua có gì xin được khép lại tại đây. Nếu như quý vị còn nội dung nào đang quan tâm và muốn chúng tôi giải đáp, đơn giản là có một thông tin muốn chia sẻ thì đừng ngần ngại để lại bình luận cho chúng tôi ở phía dưới video này. Đừng quên là follow VTV4 trên Facebook và TikTok cũng như là subscribe kênh YouTube của VTV4 để theo dõi những thông tin mới nhất và hấp dẫn nhất. Chúc quý vị khán giả một tuần mới vui vẻ.